Kính chào quý vị đang theo dõi chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần phát sóng hàng tuần trên kênh truyền hình kinh tế tài chính VTV. Thưa quý vị, trong chương trình lần trước, chúng tôi đã phản ánh thực trạng nhập khẩu ô tô giảm và việc Việt Nam đưa ra rào cản đối với nhập khẩu ô tô là thực sự cần thiết trong bối cảnh hiện nay. Trong chương trình tuần này, chúng tôi sẽ tiếp tục bàn luận về vấn đề nhập khẩu ô tô, cam kết hội nhập và thực trạng ngành ô tô trong nước. Như quý vị đã biết, theo lộ trình giảm thuế theo Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-ATIGA thì thuế nhập khẩu ô tô đã về 0% từ đầu năm nay. Như vậy là việc mở cửa đối với thị trường ô tô đã rõ ràng, làn sóng nhập khẩu ô tô vào Việt Nam có thể sẽ tạo ra một số lợi ích đối với người tiêu dùng. Nhưng ngược lại, ngành sản xuất ô tô sẽ phải đối mặt với nhiều áp lực, nền kinh tế Việt Nam cũng phải đối diện với nhiều thách thức. Việt Nam phải làm gì để đối mặt với làn sóng nhập khẩu ô tô và làm thế nào để thực hiện hóa mục tiêu phát triển ngành sản xuất ô tô trong nước, tạo thương hiệu ô tô riêng cho Việt Nam? Mời quý vị cùng tiếp tục tìm hiểu qua chương trình tuần này. Theo nội dung Hiệp định Thương mại Hàng hóa ASEAN-ATIGA được áp dụng từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, thuế xe ô tô nhập khẩu 2018 nguyên chiếc từ các nước khu vực ASEAN sẽ giảm từ 30% về 0%. Đây cũng là mức thuế thấp nhất của thị trường ô tô nhập khẩu tại Việt Nam từ trước đến nay. Việc giảm thuế xe ô tô năm 2018 chỉ được áp dụng cho các loại xe có tỷ lệ nội địa hóa đạt từ 40%. Trong tháng 3 năm 2018 này, với việc Honda Việt Nam là doanh nghiệp đầu tiên đưa xe từ Thái Lan về Việt Nam sau khi đáp ứng các yêu cầu về kinh doanh nhập khẩu ô tô theo Nghị định 116/2017, thị trường Việt Nam được đánh giá là sắp có một cuộc chiến giảm giá đầy cạnh tranh. Trong các nước ASEAN thì sẽ được hưởng lợi nhiều, ví dụ như dòng xe CRV nhập Thái với dòng xe Yaris của nhập Thái thì sẽ được hưởng lợi nhiều trong nước ASEAN. Ví dụ như dòng CRV sẽ giảm khoảng tầm 200 triệu so với giá hiện tại bây giờ. Nếu như ở phân khúc xe sang, việc nhập khẩu xe từ các thị trường châu Âu và Nhật Bản giá bán không bị ảnh hưởng nhiều với thuế suất nhập khẩu từ ASEAN giảm về 0%, thì ở phân khúc xe bình dân được đánh giá sẽ là cực kỳ sôi động. Tính toán của các doanh nghiệp cho thấy, những mẫu xe được hưởng thuế suất nhập khẩu 0% về nước sẽ rẻ hơn xe cùng loại sản xuất lắp ráp trong nước. Các doanh nghiệp dự kiến từ giữa năm 2018, xe nhập từ ASEAN sẽ gỡ bỏ được các rào cản và sẽ nhập về với mức giá rẻ. Thị trường ô tô được kỳ vọng sẽ có nhiều sự lựa chọn với nhiều chủng loại, phong phú và đa dạng với giá giảm. Lộ trình giảm thuế theo Hiệp định Thương mại ASEAN-ATIGA mang lại nhiều lợi ích cho khách hàng vì khách hàng có nhiều lựa chọn hơn so với hiện tại. Chúng tôi cũng sẽ cân nhắc lựa chọn nhập khẩu những mẫu xe từ châu Á để hiện thực hóa việc giảm thuế mang lại lợi ích cho khách hàng. Tuy nhiên, chúng tôi cũng cần phải cân nhắc cẩn thận trong quá trình thực hiện. Tuy nhiên, nhiều doanh nghiệp nhận định giá ô tô có thể sẽ không giảm sâu và chưa thể giảm ngay như kỳ vọng. Tính toán thực tế thì rõ ràng thì giá xe cũng được giảm tương ứng. Tuy nhiên thì tính chi phí những cái giá thành các cộng vào thì chưa chắc giá được giảm như mà các hãng đang đưa tin. Giảm thì có giảm nhưng không giảm nhiều như cái mức mấy trăm triệu mà các hãng đang đưa tin trên báo. Nếu như mà cộng tới những cái chi phí khác thì mình nghĩ khoảng 20-25% giá thành được giảm thì là cái mà mình mong đợi nhất. Còn thực tế thì mỗi hãng họ có cái cách tính riêng. Tôi nghĩ là nó tốn rất nhiều thời gian bởi vì nó còn phụ thuộc vào rất nhiều yếu tố. Để đạt được thuế 0% thì phải đạt được điều kiện là 40% linh kiện của các xe hơi phải được lắp ráp ở Đông Nam Á. Tôi nghĩ là chính phủ phải có giấy tờ xác nhận và có sự tính toán để chứng minh linh kiện là do nước nào sản xuất. Mà bạn biết đấy, một chiếc xe thì một bộ phận không phải được sản xuất ở một nơi mà nó ở nhiều nơi mà phải ngồi tính toán thì cái lộ trình đó để tính được 40% của chiếc xe đó để giảm thuế 0% nó sẽ rất khó khăn. Bên cạnh đó, từ ngày 1 tháng 1 năm 2018, thuế tiêu thụ đặc biệt đối với các dòng xe dưới 9 chỗ có dung tích xi lanh dưới 2.0L cũng được giảm thêm 5% thuế tiêu thụ đặc biệt. Trong khi đó, đối với các dòng xe có dung tích xi lanh từ 2.5 đến 3.0, mức thuế tiêu thụ đặc biệt sẽ tăng thêm 5% từ 55% lên đến 60%. Và đây là cơ hội để những mẫu xe nhỏ giá rẻ thâm nhập vào thị trường Việt Nam trong thời gian tới. Chỉ có dòng dung tích thấp thì dưới 2.000 phân khối thì cái thuế suất tiêu thụ biệt thì lại cũng giảm, trong khi thuế nhập khẩu từ ASEAN giảm thì thuế tiêu thụ biệt cũng giảm. Như vậy, xét dưới góc độ thuế thì khả năng tạo điều kiện giảm giá của ô tô chỉ là dòng dung tích nhỏ thôi. Thế còn dòng dung tích lớn thì có lẽ là giảm không đáng kể bởi vì giảm thuế nhập khẩu nhưng mà lại tăng thuế tiêu thụ biệt.
Thì cái này nó cũng là cái chủ trương của Đảng và Nhà nước là không khuyến khích cái sử dụng cái xe phân khối lớn để đảm bảo là tiết kiệm, sử dụng tiết kiệm cái nhiên liệu hóa thạch, và cũng là để mà bớt gây ô nhiễm môi trường. Với sức mạnh về nội địa hóa, giá rẻ và đặc biệt quy mô sản xuất lớn, các hãng xe từ Thái Lan và Indonesia có thể dễ dàng thâm nhập vào thị trường Việt Nam khi thuế nhập khẩu và các rào cản khác được gỡ bỏ. Theo quy định tại Nghị định 116/2017 NĐ-CP, ô tô nguyên chiếc nhập khẩu về Việt Nam sẽ phải thực hiện kiểm định theo lô. Thời gian kiểm định động cơ, khí thải sẽ kéo dài từ 1 đến 2 tháng. Như vậy, nếu ô tô nhập khẩu về cảng vào tháng 3 năm 2018, thì phải tới tháng 5 năm 2018 mới có xe để giao cho khách hàng. Nếu ô tô về Việt Nam với giá giảm và đa dạng chủng loại thì có lẽ người tiêu dùng sẽ là người được hưởng lợi nhiều nhất. Ngược lại, điều này lại gây ra những thách thức không nhỏ đối với ngành sản xuất ô tô trong nước và đối với nền kinh tế. Cụ thể đó là những thách thức như thế nào? Mời quý vị cùng theo dõi phóng sự ngay sau đây. Nhiều ý kiến cho rằng nếu ô tô nhập khẩu tràn vào sẽ tạo áp lực lên cơ sở hạ tầng của Việt Nam. Nếu mà chính sách mà mở cửa tốt cho thì hạ tầng giao thông ở Việt Nam không thể đáp ứng được cái nhu cầu ô tô, lượng ô tô tiêu thụ của Việt Nam. Các chuyên gia lo ngại nếu thuế nhập khẩu về 0% thì nhiều doanh nghiệp có thể sẽ nhập khẩu thay vì lắp ráp trong nước, như vậy sẽ tạo áp lực lên nhập siêu. Bên cạnh đó, một trong những thách thức lớn nhất khi ô tô nhập khẩu tràn vào Việt Nam thì ô tô trong nước sẽ phải đối mặt với sự cạnh tranh khốc liệt. Các cái xe ô tô nhập khẩu vào nước ta sẽ nhiều hơn với giá rẻ hơn. Đấy, giá rẻ hơn vì thuế nhập khẩu về 0%. Đấy, với giá rẻ hơn thì như vậy nó sẽ khiến cho các nhà sản xuất ô tô trong nước chịu áp lực rất lớn. Bởi vì sao? Bởi vì ô tô sản xuất trong nước ở hiện nay của chúng ta giá vẫn tương đối cao. Đấy, giá vẫn tương đối cao. Và chất lượng thì lại chưa bằng được ô tô nhập khẩu. Đấy, thì đấy là sức ép rất lớn khi chúng ta thực thi các cái rất nhiều các hiệp định FTA, mà ngay trong năm 2018 này là thuế từ ASEAN về không rồi. ASEAN thì chủ yếu là từ Indonesia và Thái Lan, là hai cái nơi có các cái hãng sản xuất ô tô của Nhật họ đặt ở đấy, và bây giờ họ xuất khẩu sang chúng ta. Đấy. Thế thì đến khi các FTA khác có hiệu lực, chúng ta cũng sẽ gặp tình trạng tương tự như thế. Trong khi đó, theo đánh giá của các chuyên gia, ngành sản xuất ô tô trong nước vẫn chưa đạt được nhiều kỳ vọng sau nhiều năm phát triển và bảo hộ. Chính phủ cũng kỳ vọng là ngành công nghiệp ô tô sẽ phát triển được vì bảo hộ trong một thời gian tương đối dài, nhưng tuy nhiên thì cái kỳ vọng ấy hiện nay cũng chưa đạt được là do chúng ta đấy, do nhiều nguyên nhân, trong đó có việc là các chính sách của chúng ta, tuy là chính phủ kỳ vọng như thế nhưng chính sách của các bộ ngành đưa ra thì không nhất quán và không lâu dài. Ví dụ như là tôi nói Bộ Tài chính nhé, thì đưa ra chính sách về thuế và phí rất cao, ô tô hiện nay vẫn coi là hàng xa xỉ, thuế tiêu thụ đặc biệt rất cao, 50%. Thế là phí, rất nhiều loại phí. Và như thế nó làm cho cái giá thành của ô tô rất cao. Rất ít người mua được thì cái dung lượng thị trường rất nhỏ. Dung lượng thị trường rất nhỏ, ngành ô tô không thể phát triển được. Thế rồi cái cơ sở tầng chúng ta hiện nay quá chật chội này. Mặc dù mình được đánh giá là một cái dân số trẻ và quy mô dân số lớn, tuy nhiên mình vẫn là nước xếp sau với các nước khác trong khu vực Đông Nam Á như là Thái Lan, Indonesia. Lý do là vì trong suốt 20 năm qua thì cái ngành công nghiệp hỗ trợ ô tô cũng chưa được hỗ trợ đến mức giúp đẩy, thúc đẩy cho quá trình phát triển, dẫn đến cái việc là phát triển không đồng bộ và cái năng lực thì chưa được đẩy đến cái mức mong muốn. Vì thế mà cái chi phí và giá thành cũng rất là cao. Thứ hai nữa là cái mạng lưới phát triển, hạ tầng cơ sở của Việt Nam cũng chưa đồng bộ và cũng chưa đáp ứng được cái nhu cầu. Giấc mơ của cái ô tô của mang nhãn hiệu Việt Nam cũng như là cái giấc mơ về công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam đối với ô tô con có thể nói là gần như là thất bại. Tuy nhiên đối với một số dòng xe khác, bởi vì ô tô là có rất là nhiều loại, thì tôi nghĩ vẫn còn có thể có những kỳ vọng. Cái vấn đề ở đây ấy là chính phủ hay là các cái cơ quan chức năng như doanh nghiệp để chọn được cái loại hình ô tô phù hợp để phát triển, để mà sản xuất. Giá cao và chất lượng thấp sẽ khiến cho ô tô trong nước khó có thể cạnh tranh nếu ô tô nhập khẩu tràn vào với giá rẻ hơn, chất lượng tốt hơn.
Các chuyên gia cũng cho rằng, bên cạnh chính sách thiếu nhất quán, thì một trong những nguyên nhân khiến cho ngành sản xuất ô tô kém phát triển là do doanh nghiệp ỷ lại quá lâu vào sự bảo hộ mà không có sự vươn lên. Bên cạnh đó, ngành công nghiệp hỗ trợ của Việt Nam vẫn còn non kém, mặc dù đã được tạo điều kiện phát triển, thu hút FDI vào lĩnh vực này. Vâng, như vậy là thách thức đối với ngành sản xuất ô tô trong nước là rất lớn. Vậy làm thế nào để nâng cao sức cạnh tranh của ô tô trong nước? Mời quý vị cùng theo dõi những ý kiến ngay sau đây mà phóng viên kênh truyền hình VTV đã tổng hợp. Đổi mới công nghệ, hạ giá thành sản phẩm, nâng cao chất lượng là những yêu cầu được đặt ra đối với ngành sản xuất ô tô trong nước để có thể cạnh tranh được với ô tô nhập khẩu, đồng thời có thể tạo dựng được một thương hiệu ô tô của Việt Nam. Việt Nam muốn thành công một loại ô tô nào đấy phải bảo đảm được cái quy mô kinh tế đủ lớn để hạ giá thành. Hai là có được cái công nghệ phù hợp và có được cái công nghệ cao hay công nghệ đặc thù lại càng tốt. Và cái thứ ba là phải có được cái tìm ra được và xây dựng cho được cái chiến lược về marketing, đặc biệt là tìm được cái thị trường đầu ra hữu hiệu. Thế thì những cái tôi nói đấy là những cái có thể nói là cần mà đủ cơ bản nhất để phát triển một cái loại hình ô tô thành công trong cái bối cảnh mà cạnh tranh như bây giờ. Thế trong bối cảnh hiện nay thì như chúng ta biết thì ô tô nhập khẩu về sẽ rất là nhiều. Thế thì vấn đề ở đây ngoài có xây dựng được cái chính sách bảo hộ mặc dù rất là dư địa không còn nhiều, phải xây dựng được cái chính sách bảo hộ phù hợp, còn phải tính đến những cái điều kiện như tôi nói là cái làn sóng gọi là thương mại tự do và đặc biệt là neo theo được những cái tiến bộ hay là những cái tác động của các cái cách mạng công nghiệp lần thứ tư, kết hợp nhuần nhuyễn các cái yếu tố về chính sách ngành phát triển ô tô cũng như những cái yếu tố tác động về hội nhập, về phát triển công về cách mạng công nghiệp lần thứ tư, thì may ra chúng ta sẽ xây dựng được một cái thương hiệu ô tô sản xuất ở Việt Nam với sự tham gia của cái người Việt Nam là chủ yếu mới có là thành hiện thực. Bên cạnh đó, Việt Nam cần phải có ngành công nghiệp hỗ trợ phát triển, đáp ứng được nhu cầu sản xuất trong nước. Chính phủ thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của ngành công nghiệp hỗ trợ là cái điều kiện rất quan trọng để chúng ta phát triển công nghiệp ô tô. Nhưng mà muốn như thế thì chính phủ phải có những cái biện pháp phát triển cơ sở hạ tầng đường xá nó mạnh hơn nữa. Rồi có những chính sách thực thi đấy, hỗ trợ cho trong công nghiệp hỗ trợ này thì phải hỗ trợ cho các cái doanh nghiệp nhỏ vừa là cái lực lượng đóng vai trò rất quan trọng trong việc phát triển ngành công nghiệp hỗ trợ. Đấy, thì có như thế thì chúng ta mới phát triển được cái ngành công nghiệp ô tô như kỳ vọng của chính phủ và cũng như kỳ vọng của rất nhiều dân chúng chúng ta. Các chuyên gia cũng cho rằng trong bối cảnh hiện nay, ngoài việc nâng cao sức cạnh tranh đối với ngành ô tô thì vẫn phải có rào cản kỹ thuật để kiểm soát thị trường ô tô nhập khẩu. Trong khi hạ tầng giao thông chưa đáp ứng thì cần phải điều tiết cái lượng xe cho nó phù hợp. Thứ hai nữa là cũng có cái chính sách để mà hỗ trợ cho cái nền sản xuất ô tô trong nước. Chưa kể thích nghi kịp với cái cắt giảm thuế nhập khẩu. Chúng ta cũng biết rằng là nếu như mà chỉ nhìn đơn thuần là cái việc sẽ cứ giảm thuế nhập khẩu xong rồi không tạo rào cản kỹ thuật nữa để cho cái người tiêu dùng được hưởng lợi mua xe với giá thấp ấy, thì nó sẽ có hai vấn đề lớn. Một là cái ngành sản xuất trong nước đối với ô tô mà thu hẹp đột ngột thì nó sẽ ảnh hưởng đến cái số những cái người lao động đang làm việc trong những doanh nghiệp này, tức là khi họ thu hẹp quy mô thì họ sẽ phải thu bớt, họ sẽ giảm bớt nhân công. Thì đấy là vấn đề mà phải xử lý. Và vấn đề thứ hai nữa là nếu mà cái mặt bằng xe, vì xe nhập khẩu vào mà giảm giá thì xe lắp ráp trong nước cũng phải hạ giá theo. Và nếu hạ giá theo như vậy thì cái số lượng người sở hữu xe quá lớn thì không chịu được cái áp lực của cái tăng xe đấy cho cái hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông đồng bộ của chúng ta hiện nay. Trong khi mà nó chưa đáp ứng như vậy thì phải có cái chính sách cho nó phù hợp để mặc dù chúng ta hội nhập quốc tế, chúng ta phải chấp nhận tuân thủ cả cái cam kết, nhưng chúng ta vẫn phải có những cái rào cản kỹ thuật để bảo hộ sản xuất trong nước và thực hiện các chính sách khác của nhà nước có liên quan đến lĩnh vực đó. Các chuyên gia nhấn mạnh, ngoài những chính sách bảo hộ và phát triển ngành sản xuất ô tô của nhà nước,
các doanh nghiệp cũng phải tự nâng cao sức cạnh tranh, đổi mới công nghệ, nâng cao chất lượng, hạ giá thành sản phẩm, tận dụng những cơ hội của hội nhập để không những có thể cạnh tranh tại thị trường trong nước mà có thể xuất khẩu ô tô thương hiệu Việt Nam sang nước bạn. Đến đây thì chương trình xuất nhập khẩu cuối tuần cũng xin được khép lại. Chân thành cảm ơn sự quan tâm theo dõi của quý vị. Quý vị có thể xem trực tuyến hoặc xem lại chương trình trên website vitv.vn hoặc cập nhật thông tin qua Facebook của kênh truyền hình Kinh tế Tài chính VITV. Còn bây giờ xin kính chào và hẹn gặp lại.